sẽ trao đổi về cái scheme với lại cái container, tức là các thành phần ở bên trong của một cái frame thì sẽ viết như thế nào, quản lý nó ra làm sao. Trong này để mà phân được các cái khu vực của các đối tượng thì chúng ta đã học ở trong xây dựng trang web, thì chúng ta sử dụng div và hình thành cấu trúc của nó thì chúng ta dùng CSS. Như vậy thì ở trong này nó cũng gần gần như vậy, nó cũng có cái dạng nhưng mà không phải dùng giống xây dựng trang web mà nó có cái dạng như thế. Chúng ta cũng phân từng khu một, và trong khu đó nó chứa cái gì. Đó. Mà để phân được các khu thì chúng ta thường là sẽ dùng panel để chúng ta phân, hoặc là dùng layout để chúng ta phân. Đó, thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần đó. Ví dụ trong này chúng ta sẽ phân ra làm nhiều cái vùng, một cái vùng ở bên này, một cái vùng nhỏ. Trong cái vùng nhỏ này chúng ta có hai vùng nhỏ nữa. Đó, ví dụ như các bạn nhìn ở đây ha. Mình có cái form lớn. Thì cái form lớn của mình sẽ được chia làm hai. Chia làm hai. Một bên là một cái button và một bên là trên này có một cái text text box. Và dưới này có các button nữa. 4 3 12 button nữa. Như vậy mình sẽ phân ra hai khu lớn. Rồi trong cái khu lớn này mình phân ra hai khu nhỏ. Phía trên là một cái text box, phía dưới là 12 cái button. Rồi, ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta phân được các cái khu và chèn các đối tượng vào để cho nó theo ý như chúng ta. Như vậy khi mà các bạn tạo một đối tượng, ví dụ chúng ta sử dụng panel, các bạn có thể new panel không có tham số, new panel có tham số. Như vậy tí nữa khi các bạn chọn new thì các bạn coi thử trong này có những tham số gì để chúng ta tự phát triển cái ngôn ngữ lập trình của mình, chứ không nhất thiết là phải có tài liệu chúng ta mới học được. Vậy trong cái class panel này nó có những thuộc tính gì, nó có những cái phương thức gì, thì cũng tương tự như vậy. Các bạn cứ nêu một cái panel xong, các bạn lấy cái tên biến đó, các bạn chấm một cái, nó sẽ sổ ra hết tất cả những cái phương thức và thuộc tính của cái class đó. Và chúng ta có thể đọc được cái tiếp hướng dẫn cho từng phương thức, cho từng thuộc tính, thì chúng ta sẽ biết được cái class đó có cái gì. Còn ở đây chỉ cho các bạn những cái phương thức cơ bản nhất để các bạn hình dung được nó thôi. Còn nó còn rất rất nhiều phương thức khác, rất nhiều thuộc tính khác, chứ không phải chỉ có chừng đây. Như vậy khi mà các bạn học một đối tượng, các bạn học một ngôn ngữ thì tài liệu chỉ là giới thiệu thôi. Còn để mà các bạn hiểu sâu, hiểu rõ thì các bạn phải cố gắng code nhiều. Chỗ này đối với lại một cái panel thì chúng ta có rất là nhiều cái folder các kiểu. Như vậy chúng ta muốn thì chúng ta sẽ chọn một trong các kiểu folder ở đây. Ví dụ PV folder là cho dày lên hoặc là thấp xuống. Line folder là cho thép một cái đường line ở xung quanh. Empty là trống, là không có gì hết, tức là không có biên. Mặc định nó là empty, không thấy biên. Đó. Như vậy thì chúng ta có thể bố trí, hoặc là cái title là cái cuối cùng. Title border. Title border là cái tiêu đề. Xong rồi, ở phía dưới lại thêm một cái border tiếp. Như vậy border chồng border. Đó, thì các bạn thấy là người ta sử dụng chồng vô nhau thì nó có cái dạng như thế này. Như vậy thì khi nào chúng ta cần thì chúng ta quay trở lại, chúng ta xem và chúng ta sử dụng nó. Không nhất thiết phải nhớ hết tất cả. Bởi vì nhớ tốt nhưng mà nhớ nhiều quá nhiều khi quên. Cho nên chúng ta nhớ cơ bản là nó có thôi.
Và chúng ta sẽ ví dụ một cái bài. Vậy bài này có cái gì? Hôm trước, để tạo được một cái frame thì chúng ta có mấy cách? Ngày hôm trước chúng ta giới thiệu hai cách. Một là chúng ta nêu một cái frame luôn và kéo thả. Hai, chúng ta làm gì? Tạo một cái lớp bình thường, sau đó kế thừa reframe. Thì chúng ta cũng có một cái reframe. Và ngày hôm nay thầy sẽ ví dụ cho các bạn một cái khác. Tạo một cái class bình thường, không kế thừa gì hết, nhưng chúng ta tạo một cái biến, tạo một cái đối tượng, nó có kiểu là reframe, và mình hiện nó lên thì cũng tạo được một cái frame. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ tạo một cái demo. Java 3 nêu một cái class bình thường, và chỗ này chúng ta sẽ demo một slide, một trang 29 đi ha. Trang 29. Trong này chúng ta sẽ có một cái phương thức là main. Chúng ta có phương thức là main. Trong main chúng ta sẽ tạo một cái reframe control space để nó tự import cái reframe cho mình, còn không thì mình phải gõ cái này vào. Tạo cho thầy một cái ref, hoặc là mình viết tắt thành cái chữ reframe luôn cho nó đầy đủ. Hai cái chữ này khác nhau nha các bạn, phân biệt nha. Một cái là viết khoa, một cái viết thường, cho nên nó khác á. Thì cái này là class, cái này là tên biến. Mình để gf thôi cũng được. Gf bằng new reframe, mở đóng ngoặc. Nếu như chúng ta tạo như vậy thì cái frame của chúng ta nó không có thay tổ. Còn nếu như các bạn nhấn control space, các bạn sẽ thấy ở đây có rất nhiều cách khởi tạo một cái frame. Đây, có rất nhiều cách khởi tạo. Ví dụ không có gì hết, hoặc là cái cấu trúc đồ họa của nó làm sao, hoặc là đưa vào tiêu đề. Có nhiều cách, và chúng ta chọn cách đưa vào tiêu đề trước. Ví dụ ở chỗ này, demo slide 1 trang 29. Chạy lên coi nhé. Chạy được chưa? Mình mới khởi tạo vậy thôi, chưa chạy được. Mình phải thêm một lần nữa mới thấy được. gf.setVisible2. Rồi, lúc này chúng ta sẽ thấy được cái frame. Đó, lệnh của chúng ta cơ bản như vậy thì nó sẽ tạo được một cái reframe cho chúng ta. Chạy thử nè. Có chưa? Có rồi, nó nằm đây nè. Lý do? Chưa có size, chưa có vị trí, và cũng chưa có cho nó đóng luôn. Cho nên là mình đóng xong nó vẫn còn. Như vậy chỗ này mình sẽ làm gì nữa nào? gf.set size chẳng hạn. Set size cho nó. Ví dụ mình cho ngang là 600, cao là 400. Rồi gf.set location related, chọn là null. Rồi gf.set gì? Cái gì cho nó đóng? Set default close operations, chọn là reframe.exit on close. Rồi, chạy lên lại.
nằm ở giữa. Demo slide 1 trang 29. Đóng. Rồi tắt luôn. Được chưa? Được không nào? Rồi cái lệnh visible này các bạn để phía sau nha. Các bạn mà cho nó hiện trước mà add đối tượng là nó không hiện đối tượng con á. Đôi khi thế. Thì các bạn cho nó hiện cuối cùng. Rồi bây giờ thêm đối tượng vào nè. Thêm đối tượng vào reframe. Thêm đối tượng vào reframe. Vậy chúng ta thêm gì? Người ta thêm một cái panel. Thêm một cái panel. Rồi, thêm vào nhé. Tạo một cái đối tượng là gpanel. Control space để cho nó chèn vào. Gp bằng new gpanel. Không có kiểu nào hết, cứ vậy thôi. Rồi. Thêm vào gf chấm add. Thêm vào đâu thì lấy đối tượng đó add. Thêm vào frame thì gframe chấm add. Add cái gì? Add panel vào ha. Đừng có nhầm lẫn chỗ này nhé. Đừng nhầm lẫn chỗ này. Reframe. Add. Add cái gì vào? Add re-panel. Chạy lên coi. Thấy gì không? Không thấy gì hết. Lý do là sao không thấy? Bởi vì nó tàng hình. Biên của nó không có. Không thấy. Bây giờ mình thử chỗ này. Mình sẽ lấy cái gb set border. Chọn new line border. Line border mình chọn color black phẩy 3. Có nghĩa rằng tạo, khởi tạo, thiết lập cho cái panel của mình một cái border. Và border của mình kiểu là một cái đường. Cái đường của mình có màu, màu đen, độ lớn là 3. Mình muốn đỏ, xanh, vàng gì cũng được hết á. Thấy được khung chưa? Đó, nó add được cái panel vào rồi đó. Được không? Rồi, tiếp tục nha. Rồi, mình cho cái này bằng 1 thôi, nhỏ nhỏ thôi. Rồi, chỗ này mình đừng có cho black, mình cho ray đi. Cho nó xám xám thôi. Đó, mình cũng thấy được biên. Mình cũng thấy được biên. Và biên của nó 1 thôi, nhỏ nhỏ tí. Rồi, thêm gì nữa nè. Ở đây ví dụ là thêm 9 cái nút. Nếu như bình thường thì các bạn có thể tạo cho thầy G button GBT1 bằng new G button đưa ở chỗ này. Có thể mình sẽ ghi ở đây button 1. Và mình làm 9 lần. Mình làm 9 lần như vậy. Được không? Được. Mình muốn làm thì làm thôi. Chỗ này mình sẽ là gì? Mình thêm cái này vô đâu? Ví dụ như các bạn có cái button BT1 này. Mình thêm vô đâu? Chính xác. Như vậy chỗ này mình sẽ lấy gì? GP.add ha. Add cái gpt1 chấm phẩy. Thêm cái nút này vào panel. Thấy có một nút chưa? Bây giờ nếu như mình thêm 9 nút
hoặc 99 nút code nổi không? Được, nhưng mà ai làm vậy? Đúng không? Mình có thể tạo ra một cái vòng for để mình thêm các nút vào để mình demo cho nó nhanh. Chứ mình thêm 9 nút, 99 nút làm chi cực. Được không? Như vậy ở chỗ này, cái phần mà thêm các nút này, chúng ta sẽ đổi code tí xíu, cũng y chang như vậy thôi. Nhưng mà thay vì mình thêm từng nút một, thì mình sẽ dùng một cái vòng for, mình thêm nhiều nút cùng lúc. Rồi, như vậy muốn có được nhiều nút thì các bạn sẽ tạo cho thầy một cái mảng JBottom. Bạn chọn cho thầy là JBT mở ngoặc bằng new JBottom. Ví dụ mình cho 9 nút. 9 nút. Được không? Khai báo mảng này quen không? Giống Java 2 không? Hello, Arraylist giống không? Giống ha. Giống. Ai mà không giống thì về xem lại bài giúp thầy. Tiếp tục. Mình sẽ có for int y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn jvt chấm len, tức là ở trên này có bao nhiêu nút thì dưới này mình tạo bấy nhiêu, phẩy y cộng cộng mở ngoặc. Rồi trong cái vòng for này mình làm gì đây? Khởi tạo một nút, sau đó thêm vào bên nọ. Khởi tạo JButton JBT thứ y sẽ được khởi tạo bằng new JButton và cái label của mình sẽ được gắn bằng gì đây? Gắn bằng button cộng với y. Chú ý chỗ này nha. Lệnh ở dòng thứ 31 và dòng số 27 giống nhau. Tạo ra một button sau. Thêm button này vào jp.add.jbt button thứ y. Thêm cái button đó vào. Được chưa? Thêm button đó vào. Chạy lên nào. Chuyện gì xảy ra? Button của chúng ta bắt đầu từ không, mà chúng ta muốn từ mấy? Từ 1. Vậy thì phải cộng thêm 1. Chú ý nha, nhìn kỹ chỗ này. Cộng 1. Hết sức chú ý nha. Rồi, chạy lại. Sao đây? Đúng ý mình không? Đúng không? À, tức là khi mà các bạn cộng như vậy á, nó sẽ hiểu là cộng chuỗi. Cho nên muốn nó cộng đại số thì phải mở đóng ngoặc. Nó cộng đại số trước, sau đó nó mới cộng chuỗi. Cũng là cộng nhưng mà khác nhau. Mình đưa vô ngoặc thì nó là cộng đại số, mà mình để nó cộng với chuỗi như vậy á thì nó là cộng chuỗi. Rồi, chạy. Từ 1 đến 9. Được không? Rồi. Ở đây cái panel của mình không có set layout. Mình không set layout. Cho nên
nó hiển thị từ đầu đến cuối và kích thước của các pattern đủ bằng độ lớn cần thiết. Ví dụ chỗ này các bạn thêm vô đây. Đây là nó dài hơn chút. Chạy lại coi. Thấy không? Cái button nó co giãn đủ cái độ rộng thôi. Rồi, ok. Nếu chỗ này mình bỏ luôn cái chuỗi này đi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Rồi. Vậy thì mình sẽ cần gì? Mình làm gì chỗ này nữa? Đây là xong cái demo thứ nhất. Demo thứ hai giống y chang, nhưng người ta chỉ thêm phần này, thêm mỗi chỗ này thôi, không có gì khác hết. Rồi, thầy thêm nè, các bạn nhìn nhé. Đối với lại cái panel của mình lúc nãy mình tạo, mình không có layout. Bây giờ chỗ này thì chỉ thêm new layout, git layout. Git layout. Và chọn 3 dòng phẩy 3 cột. Chỉ có thay đổi chỗ đó thôi. Chạy lại. 3 dòng 3 cột. Được không? Nếu mình thay đổi số dòng số cột thì chuyện gì xảy ra? Ví dụ mình cho 4 dòng. Có gì thay đổi không? Có không? Có. 4 dòng thì trên này là 3 dòng và có 1 dòng rỗng. 5 dòng thì nó tương tự. 6 dòng luôn đi. Đó, đẩy 6 dòng thì nó ưu tiên dòng, nó đẩy ha. Rồi, ok, đúng rồi, nó ưu tiên số dòng, nó đẩy số dòng, nhưng mà mình có 9 thôi. 9 thì là 6 dòng thì nó không đủ, thì nó sẽ đẩy xuống còn 3 rồi còn 2. Nó ưu tiên dòng trước. Nếu mà chỗ này có thêm 3 button nữa thì nó đẩy ra đủ chỗ này luôn. Đủ 6 dòng, ví dụ như là 9, 10, 11, 12 là chạy đến 11 đúng không? Mình for chỗ này 11 đối tượng này. Mười đối tượng. Đó, nó ưu tiên 6. 6 thì 10. 11, 12. Nó sẽ ưu tiên dòng trước. Dòng full thì nó đẩy qua cột. Rồi, đó là về cái bài ví dụ của chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng cái layout, sau này chúng ta sử dụng layout rất nhiều để chúng ta setup cho các cái frame của chúng ta. Rồi, các bạn sẽ code lại cái phần demo này giúp thầy.